Theo Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, tỉnh đạt mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất ở các quyền thị xã dân biển sẽ đóng góp từ 70 đến 75% giá trị sản xuất của toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở các địa phương này sẽ cao gấp 1,2 lần so với thu nhập bình quân chung của tỉnh. Du lịch biển tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15% và đến năm 2025 chiếm 10% tỷ trọng toàn ngành. Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Trà Vinh sẽ ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới, tiếp tục tra sót bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời và các dự án điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo. Đồng thời, đầu tư hạ tầng truyền tải điện, phấn đấu đến năm 2025, Trà Vinh trở thành một trong những trung tâm năng lượng của dùng. Bên cạnh đó, Trà Vinh tập trung phát triển thủy sản tại các quyền thị dùng gian biển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực có khả năng cạnh tranh trên thị trường phù hợp với điều kiện khí hậu thổ dưỡng của tỉnh đồng thời tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế Đình An để mời gọi doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phát triển các dịch vụ du lịch ở vùng ven biển nâng cao chất lượng của dân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế biển trà vinh cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong nghiên cứu đánh giá về tài nguyên khoáng sản nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ góp phần phát triển kinh tế biển bền vững trong tương lai